kính chào quý vị đến với bản tin của ngày 21 tháng 6 năm 2022 trên kênh Culture Channel. Thế là chúng ta đã giả từ mùa xuân của năm 2022 đã bước sang mùa hè. Hôm nay là ngày hạ chí 21 tháng 6, đánh dấu ngày hè đầu tiên của năm. Cũng là một ngày mà chúng ta có thời gian ban ngày dài nhất của năm. Ngày hôm nay thì mặt trời đã mọc vào lúc 5 giờ 36 phút sáng và mặt trời lặn vào lúc 9 giờ 04 phút tối. Do đó tổng thời gian ban ngày của chúng ta cho ngày hôm nay là 15 giờ 27 phút. Sau đây chúng tôi xin điểm qua một số các bản tin chính sáng nay. Những thành phố tại GTA có giá nhà giảm hơn 100.000 đô la. Sân bóng của Toronto sẽ như thế nào sau khi được tu sửa để chuẩn bị cho World Cup? Tỉnh PC mở đơn đăng ký cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em 10 đô la một ngày. Vụ tấn công ngẫu nhiên bằng mã tấu ở Vancouver khiến cho hai người phải nhập viện. Hãng hàng không Swoop khuyến mãi lớn để kỷ niệm ngày sinh nhật đến ngày 23 tháng 6. Chỉ hơn một tháng sau được bùng phát Covid-19 đầu tiên, Triều Tiên sớm tuyên bố chiến thắng dịch bệnh. Khách sạn ở Macau phong tỏa do bùng phát Covid-19 khiến 700 người phải cách ly. Hàn Quốc phóng thành công tên lửa đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Giá xăng tại Việt Nam đã tăng lần thứ 7 liên tiếp gần 330.000 đồng mỗi lít. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. những thành phố ở GTA có giá nhà giảm hơn 100.000 đô la. Thị trường bất động sản GTA đã đạt tới một tầm cao mới trong đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, kể từ khi cuộc sống bắt đầu trở lại bình thường ở Ontario, thì giá nhà đã bắt đầu giảm mạnh, mang lại đôi chút hy vọng cho những người mua nhà lần đầu. Dữ liệu mới nhất của Hội đồng Bất động sản khu vực Toronto, gọi tắt là TRAP, cho thấy 6 thị trường trong khu vực đã giảm hơn 100.000 đô la trong một tháng và 3 thị trường hàng đầu cho thấy những khoản tiết kiệm đáng kinh ngạc. Nằm cách thành phố Toronto 1 giờ đồng hồ, thị trấn Carleton đã có mức giá giảm đáng kể nhất. Giá bán trung bình từng là 1.333.000 đô la vào tháng 5, hiện giờ có mức giá giảm tận 192.000 đô la thành phố Oakville, nơi có giá bất động sản cao nhất hiện nay của Canada, đã sụt giá lần thứ hai khi mà thị trường nhà ở giảm 172.500 đô la, tức là khoảng 11% trong một tháng. Cuối cùng là giá nhà tại Ajax. Tại đây giá nhà cũng đã giảm 156.200 đô la, khiến cho giá bán trung bình hiện nay là 988.800 đô la. Ngoài ra cũng có một số mức giảm nhỏ hơn trong thành phố Toronto, với khu vực trung tâm có mức giảm khoảng 1,8%, tức là khoảng 16.250 đô la. Còn số đó nghe có vẻ nhỏ, nhưng nó đã làm giảm giá nhà xuống mức trung bình là 866.000 đô la ở trung tâm thành phố. Khu vực phía đông của thành phố đã có mức giảm là 51.225 đô la trong tháng 5, đưa giá nhà trung bình tại đây xuống còn 1.720.300 đô la. sân banh của Toronto sẽ nhìn như thế nào sau khi được tu sửa cho World Cup. FIFA World Cup 2026 còn 4 năm nữa mới diễn ra, nhưng công tác chuẩn bị đã được tiến hành để chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn nhất thế giới này. Cùng với Vancouver, Toronto sẽ là đại diện của Canada để tổ chức một số trận đấu trong kỳ World Cup 2026. Và đây cũng là lần đầu tiên sẽ có 48 đội tranh đấu trên các sân bóng của ba nước đồng chủ nhà, đó là Canada, Hoa Kỳ và Mexico nhưng có rất nhiều việc phải làm từ bây giờ cho đến khi bóng lăn, bao gồm cả việc mở rộng quy mô sân bóng BMO Field của Toronto. Hiện tại thì sân nhà của Toronto FC và Toronto Argonauts có sức chứa là 27.980 chỗ ngồi, thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu là 45.000 chỗ ngồi theo tiêu chuẩn của FIFA. BMO Field sẽ cần phải bổ sung thêm ít nhất 17.756 chỗ ngồi vào sức chứa hiện có và ban lãnh đạo cũng đã công bố hình ảnh mô hình sân sau khi nâng cấp. Được biết đây không phải là lần đầu tiên mà sân này được nâng cấp kể từ lần đầu tiên mở cửa vào năm 2007. Vào năm 2014, khoảng 8.400 chỗ ngồi và mái che kháng đài đã được bổ sung với chi phí là 120 triệu đô la. Người ta ước tính rằng quyết định đăng ca giải đấu quốc tế sẽ tiêu tốn của thành phố 290 triệu đô la. Số tiền đó cũng sẽ được sử dụng để trang trải cho quá trình xây dựng các cơ sở đào tạo cho các đội và các tổ chức sự kiện khác liên quan tới việc đăng cai. Cả chính quyền cấp, tỉnh và liên bang dự kiến sẽ chi trả 2 phần 3 chi phí và thành phố ước tính. Sự kiện này sẽ mang lại cho thành phố khoảng 307 triệu đô la. Công trình mở rộng BMO Fields dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2024. tỉnh BC mở đăng ký cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em 10 đồng một ngày. Chính phủ của tỉnh PC đã thực hiện thêm một bước trong quy trình mở rộng dịch vụ giữ trẻ 10 đô la một ngày trong tỉnh. Hôm thứ Hai, các quan chức đã bắt đầu nhận đơn đăng ký từ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em muốn tham gia vào chương trình vào cuối năm nay. Mục tiêu của chính phủ là tăng số lượng nhà giữ trẻ 10 đô la một ngày lên 12.500 cơ sở vào tháng 12 tăng gần gấp đôi tổng số hiện tại là khoảng 6.500 cơ sở. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi có thể đăng ký cho đến trưa ngày 18 tháng 8. Theo bộ thì chi phí chăm sóc trẻ sơ sinh toàn thời gian trung bình là 1.000 đô la một tháng tại cơ sở tham gia chương trình Child Care Free Reduction Initiative. Các bậc cha mẹ có thể gửi con của mình đến nơi giữ trẻ 10 đô la một ngày thì sẽ mất chỉ khoảng 200 đô la một tháng. Vụ tấn công ngẫu nhiên bằng mã tấu tại Vancouver đã khiến cho hai người phải nhập viện. Hai người đã được đưa đến bệnh viện sau khi một kẻ lạ mặt chém bằng mã tấu vào ngày chủ nhật tại Downtown Eastside của Vancouver. Theo cảnh sát cho biết, một nhân viên tuần tra gần với khách sạn Empress Hotel đã nhận được báo cáo về một người đàn ông có vũ khí vào khoảng 7 giờ tối. Theo thông báo của Sở Cảnh sát Vancouver gọi tắt là VPD thì cảnh sát đã phát hiện ra hai nạn nhân bị chém bằng mã tấu khi mà đang xếp hành lý vào một chiếc xe taxi đang chờ sẵn. Vụ tấn công đã để lại cho hai nạn nhân những vết thương ở đầu và cổ. Họ đã phải nhập viện nhưng mà cả hai được cho là sẽ bình phục. Một nghi phạm chưa được xác định nhưng được mô tả là một người đàn ông cao to ở độ tuổi 40. Vào thời điểm đó thì cảnh sát nói rằng anh ta đã mặc một chiếc áo phong màu xám, áo mưa màu xanh và mang theo một cây dù. Vụ án này là một trong năm vụ án được VDP công bố hôm thứ Hai và họ cho biết đã có một số vụ bạo lực có vẻ như là ngẫu nhiên vào cuối tuần qua. Cảnh sát cũng đang điều tra một vụ án mà một phụ nữ bị một kẻ lạ mặt tác khi mà lên xe buýt, một người đàn ông bị đâm vào bụng khi mà rời buổi hòa nhạc và một người đàn ông khác thì bị một nhóm từ 6 cho tới 8 thanh niên xịt băng binh xịt gấu và đâm. Tất cả những người bị thương đều được dự đoán là sẽ bình phục. hãng hàng không Swoop khuyến mại lớn để kỷ niệm ngày sinh nhật. nhưng khuyến mại chỉ tới ngày 23 tháng 6. Nếu mà bạn săn lùng các chuyến bay rẻ ở Canada thì chương trình giảm giá của Swoop có thể có những gì bạn đang tìm kiếm. Vào ngày thứ hai ngày 20 tháng 6, hãng hàng không giá vé cực rẻ thông báo rằng để kỷ niệm sinh nhật lần thứ tư của họ thì một số chuyến bay sẽ được giảm giá 40% so với giá vé cơ bản khi bạn sử dụng mã khuyến mại b d Kiểu như viết tắt của birthday gift b d Để đọc lại thông tin về chương trình giảm giá này thì mời quý vị ghé qua group Canada Xin Chào trên Facebook để không bỏ lỡ những thông tin thú vị bổ ích về cuộc sống ở Canada. Chương trình khuyến mãi diễn ra tới 11 giờ 59 phút tối ngày 23 tháng 6 theo múi giờ MT tức là 2 giờ AM thứ 6 ở Toronto và các chuyến bay có sẵn từ ngày 7 tháng 9 năm 2022 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2023. Giá rẻ nhất có sẵn trong chương trình khuyến mại dành cho chuyến bay một chiều từ Edmonton tới Victoria, giá chỉ có 39 đô la. Với 49 đô la thì bạn có thể thực hiện một chuyến bay một chiều từ Toronto đến Saint John, từ Halifax tới Hamilton, từ Kelowna tới Edmonton, từ Charlottetown tới Hamilton và từ Toronto đến Winnipeg và cùng với một số chuyến bay khác. Với 59 đô la, bạn có thể bay một chiều từ Hamilton đến Halifax, Abbotsford tới Winnipeg, Hamilton tới Victoria và nhiều chuyến bay khác. Nếu mà bạn muốn đi du lịch về phía nam của biên giới thì bạn có thể bay từ Toronto tới Nashville với giá 99 đô la, từ Toronto tới New York với giá 99 đô la, từ Toronto tới Chicago với 99 đô la và từ Toronto tới Las Vegas cũng với giá 109 đô la. Ngồi lâu và ít vận động cũng gần đáng sợ như là hút thuốc. Vậy thì làm sao để thay đổi điều này? Theo một nghiên cứu mới thì ngồi lâu 8 giờ một ngày có thể làm tăng 20% nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong sớm. Nghiên cứu do Scott Lear của Đại học Simon Fraser và Wei Li thuộc Học viện Khoa học Y tế Trung Quốc ở Bắc Kinh thực hiện đã theo dõi 100.000 người ở 21 quốc gia trong 11 năm để cố gắng hiểu sâu hơn về sự nguy hiểm của việc ngồi lâu. Nghiên cứu cho thấy nguy cơ tử vong sớm và khả năng bị bệnh tim mạch mạnh ở những người ngồi nhiều hơn và ít hoạt động. Hoạt động thể chất ngay cả đối với những người ngồi nhiều nhất cũng làm giảm nguy cơ mắc bệnh. Ông giải thích, những người hoạt động nhiều có nguy cơ mắc bệnh thấp hơn nhiều và thậm chí có nguy cơ thấp hơn so với những người chỉ ngồi 4 giờ một ngày mà không hoạt động thể chất. Theo ông Lia cho biết thì khá là dễ dàng để bù đắp lại thời gian mà bạn ngồi, nhưng mà không phải ai cũng biết điều này. Hãy hoạt động tập thể dục ít nhất là 60 phút một ngày là đủ để làm giảm những rủi ro bệnh tật của thói quen ngồi nhiều. Nhưng mà thực tế là chỉ có một trong bốn người đáp ứng được điều này. Và cụ thể hơn là bạn có thể làm gì? Ông nói đi bộ 3 phút, dù là đi bộ nhẹ nhàng hay là vừa phải. Điều không quan trọng, cứ sau 20 hoặc là 30 phút ngồi thì hãy đứng dậy và làm gì đó, thậm chí là đi bộ xung quanh. Vì đứng yên một chỗ thì cũng chẳng khác gì với ngồi im là mấy. Ông cũng cho biết nghiên cứu đã phát hiện ra rằng đối với những người ngồi hơn 4 giờ một ngày, thay thế nửa giờ ngồi bằng thời gian tập thể dục sẽ giảm được 2% nguy cơ. Cho dù thông điệp Sitting is the new smoking, tám dịch là ngồi nhiều cũng giống như hút thuốc là không chính xác 100%, ông Lia tin rằng chúng có tác dụng tương tự lên sức khỏe của bạn sự kết hợp của việc ngồi nhiều và ít hoạt động chiếm tới gần 9% số ca tử vong trong 11 năm, trong khi đó hút thuốc lá là chiếm 10,6%. Giải thích tại sao ngồi nhiều là không tốt như vậy, ông Lia sử dụng một phép ẩn dụ về một chiếc xe tự động dừng chạy khi mà nó dừng lại ở đèn đỏ. Cơ thể của chúng ta là những cỗ máy hoạt động trơn tru và khi mà chúng ta không sử dụng nó, mọi thứ sẽ ngưng hoạt động. Điều đặc biệt là các protein được sử dụng để phân hủy đường và chất béo để cấp năng lượng cho cơ thể của chúng ta sẽ ngưng hoạt động vì chúng ta không di chuyển. Vậy thì tại sao chúng ta cần năng lượng đó? Đây là lý do tại sao chúng ta không nên ngồi hoặc là nằm yên ngay lập tức sau một bữa ăn. Đó cũng là lý do tại sao các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng xem TV là một trong những kiểu ngồi tồi tệ nhất vì nó thường đi đôi với việc ăn vặt. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo. Và để ủng hộ cho chương trình này thì xin quý vị nhớ bấm like, comment và share để giúp phổ biến chương trình này tới nhiều người hơn. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Giao tranh giữa Nga và Ukraine tổng tắt một số diễn biến nổi bật vào đầu ngày. Chỉ hơn một tháng sau của đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên thì Triều Tiên đã sớm tuyên bố chiến thắng dịch bệnh khách sạn ở Macau phong tỏa do bùng phát Covid-19 khiến cho 700 người phải cách ly. Hàn Quốc phóng thành công tên lửa đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Giá xăng Việt Nam tăng lần thứ 7 liên tiếp lên gần 330.000 đồng một lít. Con ruột của Elon Musk tìm cách đổi tên để các đức quan hệ với cha. Sau phiên tòa triệu đô gây chấn động trên thế giới thì Amber Heard bị bắt gặp đi mua hàng giảm giá trong khi Johnny Depp thì biểu diễn trên sân khấu âm nhạc tại Phần Lan. Và sau đây là bản tin chi tiết. Giao tranh giữa Nga và Ukraine tóm tắt một số diễn biến nổi bật trong ngày. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với NBC News rằng hai cựu chiến binh người Mỹ, trong đó một người gốc Việt đã bị lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn bắt giữ trong một trận chiến ở gần với thành phố Kharkiv hồi đầu tháng. Họ có thể sẽ phải đối mặt với án tử hình theo đó, thì ông Peskov cho rằng cả hai công nhân người Mỹ này đã tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp và vì vậy họ nên bị trừng phạt. Số phận của họ sẽ do tòa án quyết định. Giải Nobel Hòa Bình do nhà báo Nga Dmitry Muratov bán đấu giá để quyên góp tiền cho trẻ em tị nạn Ukraine đã được bán vào tối ngày thứ hai với giá 103,5 triệu Mỹ Kim, một con số gấp hơn 20 lần số tiền cao nhất trước đó cho một giải Nobel ông Muratov cũng đã quyên góp cho tổ chức từ thiện 500.000 Mỹ Kim đi kèm với giải thưởng. Ông Oleksiy Orestovich, là cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky, cho biết Ukraine đang bị đe dọa tấn công bằng tên lửa khủng từ Biển Đen. Trên phương tiện truyền thông mạng xã hội, thì ông Orestovich cho biết tất cả 6 tàu sân bay mang tên lửa hành trình của Nga đã xếp hàng ở Biển Đen và rất có thể là đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa lớn Chỉ hơn một tháng sau đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên, Triều Tiên sớm tuyên bố chiến thắng dịch bệnh. Chính phủ Hàn Quốc cũng như một số chuyên gia tin rằng Triều Tiên có thể sẽ sớm đưa ra tuyên bố về việc họ đã đánh bại coronavirus và điều này tất nhiên là có liên quan tới việc chỉ đạo mạnh mẽ và khôn khéo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Theo truyền thông nhà nước, Triều Tiên đã tránh được cái chết hàng loạt do COVID gây ra. Tuy nhiên, các thông tin cập nhật hàng ngày từ các phương tiện truyền thông chính thức cho thấy quốc gia này sẽ không tránh khỏi việc đánh bại hoàn toàn lại virus đã giết chết hơn 6 triệu người trên thế giới. Theo thống kê chính thức thì các ca mắc bệnh đang giảm và chỉ có 18% trong số 26 triệu dân được báo cáo là có các triệu chứng mà người ngoài nghi ngờ là do COVID. Triều Tiên được cho là đang thao túng con số người chết do COVID để ngăn chặn bất kỳ tổn hại nào đối với ông Kim. Triều Tiên cũng có thể đã phóng đại số trường hợp sốt trước đó để tăng cường cảnh giác chống lại virus và đồng thời thu hút sự ủng hộ mạnh mẽ hơn của công chúng đối với các biện pháp kiểm soát chống virus của các cơ quan chức năng. Triều Tiên gần đây đã báo cáo có 17.000 cho tới 30.000 ca sốt mỗi ngày. Tổng số trường hợp sốt ở Triều Tiên được báo cáo cho đến nay là 4,7 triệu ca, chỉ có 73 người tử vong. Bất chấp sự bùng phát COVID-19, Triều Tiên vẫn tiếp tục thử nghiệm tên lửa trong năm nay. Nhưng mà họ vẫn chưa thực hiện một vụ thử hạt nhân được mong đợi rộng rãi. Có thể là vì lo lắng về phản ứng dữ dội tiềm ẩn từ những người vẫn còn đang vật lộn với virus. Khách sạn ở Ma Cao Phong tỏa do bùng phát COVID-19 khiến cho 700 người phải cách ly. Theo một đài truyền hình địa phương hôm thứ Ba đưa tin, thì một khu nghỉ dưỡng cao cấp Kim song bài ở Macau đã bị chính quyền phong tỏa với 700 người phải cách ly ở bên trong do một đợt bùng phát coronavirus xảy ra trong khuôn viên của địa điểm này. Việc phong tỏa đã diễn ra khi mà đặc khu chính phủ Trung Quốc đang thực hiện một cuộc xét nghiệm hàng loạt cho hơn 600.000 dân số của họ trong 2 ngày, sau khi hàng chục ca mắc coronavirus tại địa phương đã được phát hiện vào cuối tuần qua. Khách sạn Fortuna là một sông bạc vệ tinh của đế chế casino lớn nhất châu Á SGM Holdings và chính phủ Macau đã không trả lời ngay lập tức về yêu cầu bình luận. Đợt bùng phát coronavirus trước đây ở Macau là tháng 10 năm ngoái. Thành phố này trước đó chưa có bất kỳ đợt kiểm dịch hoặc là phong tỏa quy mô lớn nào. Hàng chục ca mắc COVID đã xuất hiện kể từ cuối tuần nhưng mà vẫn thấp hơn nhiều so với số ca lây nhiễm hàng ngày ở những khu vực như là đặc khu hành chánh Hồng Kông lân cận nơi mà số ca lây nhiễm đã tăng hơn 1.000 ca trong những ngày gần đây. Đợt bùng phát dịch bệnh ở không có năm nay đã chứng kiến hơn 1 triệu ca nhiễm bệnh được xác nhận và hơn 9.000 ca tử vong. Hàn Quốc phóng thành công tên lửa vệ tinh lên quỹ đạo. Các quan chức Hàn Quốc hôm thứ ba cho biết vụ phóng thử thứ hai đối với tên lửa Nuri được sản xuất ở trong nước đã đặt thành công một số vệ tinh vào quỹ đạo đánh dấu một bước quan trọng trong nỗ lực khởi động chương trình không gian của Hàn Quốc sau khi vụ thử đầu tiên đã thất bại vào năm ngoái. Tên lửa đã cất cánh từ trung tâm vũ trụ Naro trên bờ biển phía nam của Hàn Quốc vào lúc 4 giờ chiều. Các quan chức cho biết một vệ tinh nặng 162,5 kg được thiết kế để xác minh hoạt động của tên lửa đã liên lạc thành công với trạm cơ sở ở Nam Cực sau khi nó đi vào quỹ đạo. Bầu chơi vũ trụ của Hàn Quốc giờ đây đang mở rộng. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Thông tin, Tổng thống Hàn Quốc phát biểu tại một cuộc họp báo, khoa học và công nghệ của chúng ta đang có những bước tiến dài. Sau vụ phóng thành công hôm thứ Ba, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Seoul cho biết trên Twitter rằng họ rất mong đợi có sự hợp tác về không gian giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Giá xăng của Việt Nam tăng lần thứ bảy liên tiếp lên gần 33.000 đồng một lít. Từ 15 giờ ngày 21 tháng 6 tại Việt Nam thì giá xăng 92 sẽ có giá là 31.300 đồng một lít, tăng 190 đồng. Và giá xăng 95 là 32.870 đồng một lít, tăng 500 đồng. Xăng 95 là loại phổ biến, chiếm gần 70% lượng tiêu thụ trên thị trường xăng dầu tại Việt Nam. Bên cạnh đó thì giá các mặt hàng dầu cũng tăng, trong đó dầu diesel là tăng mạnh nhất thêm 990 đồng một lít, lên tới mức 30.010 đồng một lít dầu hỏa là 28.780 đồng một lít, tăng 950 đồng. Còn dầu ma là 20.730 đồng một kg, tăng 380 đồng. Như vậy đây là đợt tăng giá lần thứ 7 kể từ ngày 21 tháng 4 cho tới thời điểm hiện tại trung bình trong 10 ngày qua thì giá dầu hỏa đã tăng gần 4% lên 169,25 Mỹ kim một thùng. Dầu diesel đã tăng 3,6% lên 172,56 Mỹ kim một thùng so với cùng kỳ của ngày 16 tháng 3. Trong khi đó thì giá thành của các mặt hàng xăng trên thị trường thế giới cũng đã tăng nhẹ từ 0,21 cho tới 0,95%. con ruột của elon musk tìm cách đổi tên để cắt đứt quan hệ với cha con gái chuyển giới của tỷ phú elon musk đã để trên các tài liệu pháp lý để yêu cầu đổi tên cho phù hợp với nhận dạng giới tính mới của cô với lý do được đưa ra là do cô không còn chung sống hoặc là mong muốn có quan hệ họ hàng với cha ruột của mình dưới bất kỳ hình thức nào con gái của Elon Musk tên khai sinh là Xavier Alexander Musk, người vừa tròn 18 tuổi tại California, đã yêu cầu tòa án thay đổi công nhận giới tính của cô từ nam thành nữ và đăng ký tên mới của cô thành Vivian Jenna Wilson. Wilson là họ của bà Justin Wilson, là mẹ của Vivian và là vợ cũ của Musk. Cả hai đã kết hôn từ năm 2000 cho tới năm 2008 đơn yêu cầu thay đổi tên và giấy khai sinh mới, phản ánh nhận dạng giới tính mới của Vivian đã được đệ trình lên tòa án thượng thẩm quận Los Angeles ở Santa Monica vào tháng 4. Thời gian gần đây thì đơn yêu cầu chỉ mới được công bố trong một báo cáo phương tiện truyền thông trực tuyến. Một phiên điều trần về yêu cầu của Vivian dự kiến sẽ được diễn ra vào ngày thứ Sáu. Trước đó vào tháng 5 thì khoảng một tháng sau khi tài liệu thay đổi tên và giới tính được đệ trình lên tòa án, thì ông Musk đã tuyên bố ủng hộ đảng Cộng Hòa những người đã thúc đẩy một loạt các luật hạn chế quyền của người chuyển giới ở các bang trên khắp nước Mỹ. Sau phiên tòa hàng triệu đô chấn động thế giới, thì Amber Heard bị bắt gặp đi mua hàng giảm giá trong khi Johnny Depp thì biểu diễn trên sân khấu âm nhạc tại Phần Lan. Kể từ khi kết thúc phiên tòa xét xử tội phỉ bán trị giá hàng triệu Mỹ Kim thì mới đây, nữ diễn viên Amber Heard đã bị bắt gặp đang đi mua sắm với chị gái tại một cửa hàng bán lẻ giảm giá có tên là TJ Maxx ở Hamptons. Trong khi Heard đang đi dạo trên các lối đi ở bờ biển phía đông trong chiếc áo sơ mi trắng dài tay cùng với quần jean màu xanh, thì chồng cũ củ của cô là tài tử Johnny Depp lại đi biểu diễn cùng với nam nghệ sĩ Jeff Beck tại lễ hội âm nhạc Helsinki Blue ở Phần Lan trong hôm Chủ nhật vừa qua. Những hình ảnh được ghi nhận lại cho thấy Johnny Depp trông rất thoải mái trên sân khấu khi mặc một chiếc áo vest đen bên ngoài chiếc áo sơ mi với phần tay áo được sắn lên trên kiểu tay để khoe những hình ảnh xăm trong lúc tại tư chơi guitar. Sau phiên tòa kéo dài gần 7 tuần tại Virginia, hết là phủ nhận việc cắt vai diễn khỏi bộ phim Aquaman 2. Nữ diễn viên 36 tuổi đã gọi những tuyên bố cho rằng cô bị thay thế vai diễn trong bộ phim là hơi điên rồ sau khi có thông tin cho rằng cô sẽ không tham gia dự án của Warner Brothers sau phiên tòa. Phiên tòa triệu đô giữa Johnny Depp và Amber Heard đã khép lại với việc Depp được bồi thường 10,35 triệu Mỹ Kim tiền bồi thường thiệt hại. Trong khi vợ cũ của anh Amber Heard đã thua kiện trong vụ vĩ bán nhưng mà cô đã được bồi thường 2 triệu Mỹ Kim. Trong khi Amber Heard không ngừng thách thức trong cũ trên sóng truyền hình, thì tài tử 59 tuổi được cho là anh thậm chí không muốn nói về phiên tòa nữa và chỉ muốn sự nghiệp của anh quay trở lại. Và thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin sáng nay trên kênh Culture Channel. Chúng tôi rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và chỉ mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách bấm like, phản hồi giúp xây dựng cho chương trình này tốt hơn. Ngoài việc Culture Channel có các video về tin tức được cập nhật hai lần một ngày, chúng tôi còn có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời các bạn đón theo dõi. Chúng tôi xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe an lành và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.